Doraemon Movie 2023 lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu dù chưa công chiếu chính thức. Phần phim thứ 42 của thương hiệu điện ảnh Doraemon đạt thành tích khả quan trước ngày khởi chiếu. Doraemon, Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời là phần phim thứ 42 của thương hiệu điện ảnh Doraemon. Phim từng gây sốt khi ra mắt tại Nhật Bản, đồng thời nhận được sự chào đón của người hâm mộ tại nhiều quốc gia trên thế giới. Phần 42 chưa ra mắt chính thức tại Việt Nam nhưng đã kịp lập kỷ lục khi trở thành phần phim Doraemon có doanh thu ngày khởi chiếu đặc biệt cao nhất toàn series. Phim cũng được dự đoán là đối thủ lớn nhất của Fast X tại phòng vé Việt thời gian tới. Trước ngày công chiếu chính thức, ngày 26 tháng 5 tới, phần phim thứ 42 của Doraemon đã mở suất chiếu đặc biệt vào ngày 20 đến ngày 21 tháng 5 vừa qua. Sau 2 ngày chiếu sớm, phim bán ra 110.000 vé, thu gần 10 tỷ đồng. Thành tích này giúp Doraemon, Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời trở thành phim đạt doanh thu cao nhất ở suất chiếu sớm so với các phần phim khác của toàn series. Đặc biệt, lượng vé bán ra của phần 42 cũng cao gấp đôi so với phần 41 công chiếu vào năm trước. Theo đà này, Doraemon Movie 42 nhiều khả năng sẽ xô đổ phần tiền nhiệm để trở thành hoạt hình Doraemon ăn khách nhất lịch sử phòng vé Việt. Tại phòng vé Việt thời gian tới, Doraemon Movie 42 phải cạnh tranh với bom tấn Hollywood Fast X và nàng tiên The Live Action. Nhìn chung, Doraemon cũng có nhiều lợi thế trước đối thủ khi không bị giới hạn độ tuổi, sở hữu sức hút sẵn có từ thương hiệu Doraemon. Chất lượng phim phần này được đánh giá ở mức ổn. Bàn về màn song đấu giữa Fast X và Doraemon Movie 42 tại phòng vé, giới chuyên môn nhận định mỗi dự án có một đối tượng khán giả riêng biệt. Nếu đem so sánh là quá khập khiễng. Họ tin rằng cả hai tựa phim đều sẽ làm nên chuyện trong thời gian tới. Về Doraemon Movie 42, phim nhận được sự tán dương sau các suất chiếu sớm nhờ nội dung nhân văn, cảm động, đề cao giá trị về tình bạn. Tuy nhiên, dự án này vẫn vấp phải nhiều đánh giá tiêu cực như kịch bản đơn giản, thiếu kịch tính nếu so với các phần tiền nhiệm.